Xin chào quý cô chú anh chị, mình lại quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Thì quý cô chú anh chị cũng biết á, kênh em là chuyên cung cấp về những phân khúc nhà ở là thuộc là Long An và Bình Chánh. Và những phân khúc đó giá tiền là 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ. Và hiện tại em đang đứng trước là nhà thờ Bình Chánh để giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình một con đường để đi vô căn nhà mình. Trục đường này là trục đường bờ nhà thờ. Và sát bên tay em sẽ là quốc lộ 1A. Từ quốc lộ 1A này mình sẽ di chuyển ra những nơi như là chợ Bình Chánh nè, chợ Bình Điền rồi chỉ tầm 1 đến 2 km. Và từ 5 tới 10 phút di chuyển thôi. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình vô đến bên trong căn nhà. Và hiện tại em đang có mặt trong căn phòng khách của gia đình của mình. Thì trước khi em giới thiệu căn nhà này á, thì bên em sẽ có một, cho quý cô chú anh chị mình một cái ưu đãi cực kỳ lớn luôn, là tặng cho quý cô chú anh chị mình 5 chỉ vàng nếu sang tên công chứng căn nhà này trước năm 2023. Và căn nhà này á, bên em sẽ thiết kế hết cho mình là đầy đủ những nội thất cơ bản, bên em sẽ tặng hết cho quý cô chú anh chị mình. Thì đây là con đường để đi vô căn nhà của mình. Con đường này cách trục đường bờ nhà thờ chỉ tầm là 50 mét thôi. Và con đường này sẽ là đường xe ô tô. Hiện tại bên phía tay em sẽ có một chiếc xe ô tô 7 chỗ rất là lớn luôn. Và sân của căn nhà này là sân đậu xe ô tô 4 chỗ nha quý cô chú anh chị. Nhìn khoảng sân này rất là rộng luôn, rộng cho mình tầm là gần 4 mét. Và cũng lắp hết cho mình là những hệ thống mái che. Đó, căn nhà mình là nằm ở hướng nam nên nhìn rất là mát luôn. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình đi vô căn phòng khách của gia đình mình. Căn phòng khách này thì quý cô chú anh chị cũng thấy rất là rộng phải, trần là trần thạch cao dược hợp, tặng hết cho quý cô chú anh chị mình nội thất. Và căn nhà này đi cho mình tông màu trắng nên mình có lau chùi rất là nhanh luôn. Dưới hốc chân cầu thang thì bên em để trống cho quý cô chú anh chị mình, sau này mình có một cái tủ mình về mình đặt, mình bỏ những đồ vật không cần thiết cũng rất là tuyệt vời luôn. Giờ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình đi xuống căn phòng 1 của gia đình mình. Căn phòng này thì dành cho người lớn tuổi mình sử dụng. Người lớn tuổi mà không lên lầu được thì sử dụng căn phòng này cực kỳ rộng rãi luôn. Bên em thiết kế cho mình có tông màu trắng này, mình lau chùi cực kỳ là nhanh và gọn. Gạch cũng dán đến tường hết luôn cho mình. Nhìn căn nhà mình cực kỳ sáng luôn. Và đây là khoảng không gian phòng bếp của gia đình mình. Phòng bếp này thì bên em cũng thiết kế cho mình là kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới. Và ở đây là có một chiếc bàn nhỏ nhỏ dành cho gia đình mình. Một chiếc bàn và 4 chiếc ghế. Nhìn rất là rộng. Và đây là sân sau của gia đình mình. Nhà mình đặc biệt là sẽ có sân trước và sân sau luôn. Sân sau này bên em sẽ lắp hết mái che cho mình và những hàng rào. Và nhà vệ sinh thì bên em cũng thiết kế cho mình công dụng cơ bản như là bồn rửa mặt, vòi sen. Bên em thiết kế hết cho mình. Và em xin nhắc lại cho quý cô chú anh chị mình, căn nhà này nằm tại là trục đường bờ nhà thờ. Ở đây mình di chuyển ra những nơi như quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh là 1 cây tới 1,5 cây thôi. Và bên em đặc biệt sẽ có chương trình là tặng cho quý cô chú anh chị 5 chỉ vàng nếu sang tên công chứng căn nhà này trước năm 2023. Và kênh của em là chuyên cung cấp cho quý cô chú anh chị mình những căn nhà thuộc phân khúc là Long An, Bình Chánh và những phân khúc giá tiền là 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ. Quý cô chú anh chị mình có thích căn nhà này thì cho em xin một lượt thích để em có nhiều động lực em ra làm nhiều video mới hơn. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình lên tới tầng 1 của căn nhà này. Và hiện tại quý cô chú anh chị cũng thấy em đang có mặt ở trên tầng 1 của căn nhà này. Tầng 1 này thiết kế cho mình tới là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đặc biệt của căn phòng ngủ này sẽ có cho mình là một khoảng ban công. Giờ đây mình có thể sử dụng làm nơi phơi đồ. Cũng rất là rộng rãi luôn. Căn phòng này cũng đi hết cho mình là những hệ thống là chanh. Trần đó là trần thạch cao dược hợp. Quý cô chú anh chị cũng thấy căn phòng rất là rộng rãi luôn. Gia đình mình đông người, mình sử dụng mình làm phòng ngủ cho con em mình. Gia đình mình ít người, mình sử dụng mình làm phòng thờ. Cũng có hệ thống cửa sổ cho mình. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình đi tới căn phòng ngủ tiếp theo của gia đình mình. Căn phòng ngủ này thì dành cho con em mình sử dụng cũng rất là rộng rãi luôn. Thiết kế cho mình hết là đầy đủ những nội thất cơ bản và có hệ thống cửa sổ mở mình lấy gió chiều, làm cho căn phòng mình cực kỳ là mát mẻ luôn. Và đây sẽ là căn phòng ngủ cuối cùng của gia đình mình. Căn phòng ngủ này mình sử dụng cho đôi vợ chồng mình mới cưới, sống ở đây rất là rộng rãi. Và đặc biệt sẽ có một nhà vệ sinh sử dụng chung. Quý cô chú anh chị cũng thấy nhà vệ sinh này sử dụng cho mình cực kỳ rộng rãi luôn. Và đặc biệt của căn nhà này sẽ có tới cho mình 3 nhà vệ sinh. Vệ sinh này thì bên em cũng thiết kế cho mình vẫn như những nhà vệ sinh khác. Cũng gạch dán lên tường hết cho mình luôn. Và bây giờ em sẽ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình xuống bên dưới để em sẽ báo lại mức giá của căn nhà này và kết thúc video. Và nãy giờ thì quý cô chú anh chị mình cũng theo chân em mình đi tham quan hết căn nhà này. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy căn nhà này cực kỳ rộng rãi luôn. Thiết kế cho mình là diện tích là 5 x 18. Và tặng hết cho quý cô chú anh chị mình toàn bộ nội thất. Căn nhà này có số phòng ngủ rất là lớn, đến 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Ưu đãi cho quý cô chú anh chị mình là căn nhà này mình sang tên công chứng trong trước năm 2023 thì bên em sẽ tặng cho quý cô chú anh chị mình tới 5 chỉ vàng. Và giá chính xác của căn nhà này là 2 tỷ 350 triệu. Kênh của em là chuyên
bán vào những là phân khúc là Long An và Bình Chánh, và những phân khúc giá tiền là 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ. Quý cô chú anh chị mình có thích căn nhà này á thì hãy cho em xin một lượt thích á. Mình có nhu cầu tìm kiếm nhà á, hãy vô click vô trang cá nhân của em á, sẽ có những ngôi nhà phù hợp với túi tiền của quý cô chú anh chị. Thì video của em tới đây cũng dài rồi, em xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị tại những video sau. Em xin cảm ơn.